Hello các bác Sander, An Phương đây và tụi mình đã gặp nhau rồi đây. Ngày hôm nay thì An Phương sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề mà An Phương thấy rất là hay. Đó chính là dưỡng da sau khi tụi mình nặng mụn. Trước khi đến với một số sản phẩm mà An Phương nghĩ rất là phù hợp với những bạn nào mới nặng mụn xong á, thì An Phương cũng muốn chia sẻ một số những cái tip, những cái insight của mình về cái vấn đề nặng mụn. Thứ nhất á, là khi nặng mụn thì các bạn nhớ là phải giữ tay mình thật là sạch và giữ cái vùng da mà mình chuẩn bị nặng thật là sạch. Đó là trong trường hợp mà các bạn tự nặng mụn nha. Em cũng thấy tốt nhất á, vẫn là nên đến những cái cơ sở y tế để mà được nặng mụn cách an toàn nhất. Khi mà nặng mụn thì em cũng lưu ý với mọi người á, là mọi người hãy ráng nặng cho sạch, đừng có để cái nhân mụn, cái cồi mụn vẫn còn nằm ở trong đó, bởi vì nếu mình chăm sóc cái da sau đó không kỹ á, thì cái vùng đó sẽ rất là dễ bị viêm. Đó là cái lưu ý thứ hai của An Phương. Lưu ý thứ ba của An Phương đó là cái vùng da sau khi nặng thường nó khá là yếu, nó khá là nhạy cảm á, cho nên là các bạn cũng nên kỹ trong cái chuyện lựa chọn sản phẩm để chăm sóc da. Sau khi mà tụi mình nặng mụn nên chọn những cái sản phẩm nào làm tính nhẹ nhàng một chút xíu để không có làm giận dữ thêm cái làn da đang bị tổn thương. Lưu ý thứ tư của An Phương cũng là một cái câu hỏi mà An Phương nhận được khá là nhiều, đó là sau khi nặng mụn tụi mình có nên make up không? Thì câu trả lời của An Phương là tùy. Nếu mà các bạn nặng không quá nhiều mụn và cái vết nặng các bạn không bị sâu á, thì An Phương nghĩ make up lên cũng không thành vấn đề gì cả. Tuy nhiên tốt nhất vẫn là các bạn nên để cho da nghỉ ngơi. Các bạn đừng nên make up, các bạn cũng không nên skin care quá nhiều lên trên đó. Phải để cho da lành hẳn đã thì sau đó tụi mình làm gì thì làm. Lưu ý cuối cùng của An Phương á, là sau khi nặng mụn nếu mà các bạn có nhìn trong gương và thấy khuôn mặt của mình không có được đẹp liền, da bị sưng xong rồi bị tấy đỏ xong rồi bị mấy cái nốt nặng mụn không có được đẹp á, thì cũng đừng có thấy tự ti nha, bởi vì nếu tụi mình biết chăm sóc thì da sẽ lành rất là nhanh sau đó. Và sau đây thì An Phương sẽ nói về một số sản phẩm mà An Phương nghĩ rất là phù hợp với những bạn nào vừa nặng mụn xong. Sản phẩm thứ nhất mà An Phương recommend cho mọi người sau khi nặng mụn đó là mặt nạ Amphora Mugwort Sheet Mask. Đây là một cái mặt nạ mà An Phương thấy đáp lên rất là thích. Mặt nạ này thì có thành phần chứa 91,45% mugwort. Mugwort là ngải cứu mọi người, nó không những giúp làm dịu da mà nó còn dịu ẩm và giảm những vết sưng tấy do mụn. Mặt nạ giấy mà cho nên là cảm giác đáp lên thì rất là mát, rất là thích. Và An Phương khuyên mọi người là hãy để mặt nạ trong tủ lạnh trước đó, xong rồi hãy đáp lên và cái cảm giác lúc đó siêu thích, siêu đã luôn á. Mặt nạ này thì rất là lành tính, cho nên là những bạn nào đang có một cái làn da nhạy cảm sau khi nặng mụn dùng sẽ rất là ok. Sản phẩm khác mà em recommend cho những bạn nào mới nặng mụn xong đó là Biwistren TK 1% Barrier Cream này. Đây là sản phẩm mà em Phương đã nói trong video trước của mình nè. Dành cho những ai chưa biết thì cái chữ TK này nè là tên viết tắt của Centella Asiatica. Đây là một loại kem rất là tuyệt vời để mà cải thiện cái tình trạng của làn da nhờ cái khả năng tăng cường tổng hợp collagen của nó, giúp sửa chữa cái vùng da bị tổn thương, từ đó những cái vết sẹo sau khi tụi mình nặng mụn nó sẽ bị mờ đi nhanh chóng. Sản phẩm này thì cũng giúp bảo vệ da khỏi những tác động của môi trường bằng cách tăng cường cái sức khỏe của hàng rào bảo vệ da nữa. Mọi người thấy không, cái sản phẩm này có kết cấu kiểu gel cream đặc chút xíu nhưng mà thấm rất là nhanh nha. Và khi sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người lưu ý là chỉ thoa một cái lớp mỏng trên cái vùng da mà đang bị tổn thương thôi. Cụ thể ở đây là cái vùng da sau khi tụi mình nặng mụn, tụi mình không nhất thiết là phải bôi cái này toàn mặt đâu. Và đây sẽ là cái lớp dưỡng cuối cùng sau khi tụi mình đã hoàn tất những cái bước skincare trước đó. Em vừa quên nói là bên cạnh Centella Asiatica thì sản phẩm này còn có chứa một cái thành phần đó là Allantoin. Thành phần này thì được biết đến với khả năng làm dịu cái vùng da đang bị kích ứng và bảo vệ da khỏi những cái bụi bẩn từ bên ngoài môi trường. Tính ra lúc nãy em phun thoa hơi nhiều kem chút xíu nhưng mà cơ bản kem thẩm thấu hoàn toàn rồi nè, không có bóng nhờn một chút nào luôn á, không hề dính nha. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà đối với em Phương sau khi nặng mụn thì da em Phương thường khô chút xíu, cho nên em Phương rất là quan tâm tới vấn đề dưỡng ẩm. Và lúc nào em Phương cũng phải chọn lựa những cái sản phẩm dưỡng ẩm làm sao mà nó có khả năang làm dịu da của mình nhất. Ở đây thì em Phương có Declare Rich Moist Soothing Cream. Em Phương cảm thấy đây là một cái loại kem dưỡng rất rất phù hợp với những bạn nào mà vừa mới nặng mụn xong nè. Kem dưỡng này có chứa các thành phần có chiết xuất từ nấm men và các loại thực vật khác như là jojoba, đu đủ, bưởi và cần tây. Như em Phương có nói thì sản phẩm này không những giúp dưỡng ẩm mà còn giúp làm dịu làn da nữa. Nó có khả năng chính là tập trung cấp nước, hỗ trợ độ ẩm tự nhiên của làn da và tăng cường khả năng miễn dịch cho làn da nha. Khi mới thoa ra thì em Phương thấy là kem này hơi đặc chút xíu, nhưng mà khi tụi mình tan kem ra như thế này thì kem nó trở nên rất là mềm và em Phương thấy kem này rất là dễ thấm. Kem dưỡng này có một cái mùi thơm rất rất dễ chịu, em Phương rất là thích cái mùi thơm này luôn á. Với cảm giác ẩm sâu mà cái sản phẩm đem lại thì em Phương recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm này vào buổi tối sẽ cảm thấy rất là thích. Bên cạnh những khả năng mà em Phương vừa nói thì kem dưỡng này còn có cái tác dụng là giúp ngăn ngừa lão hóa, giảm nhăn nhẹ, hỗ trợ những làn da khô và nhạy cảm bằng cách phục hồi cái lớp bảo vệ da từ trong ra ngoài. Về thứ tự dùng của kem dưỡng này thì các bạn chỉ cần làm sạch da này, xong rồi các bạn cân bằng ẩm, các bạn thoa serum xong rồi kem dưỡng ẩm này là ok. Với những bạn nào mà kỹ hơn chút xíu thì có thể thoa thêm cái TK 1% Barrier Cream như Phương có nói lúc nãy, thoa lên những cái vùng da đang bị tổn thương. Sau khi nặng mụn thì da tụi mình thường trở nên nhạy cảm và yếu hơn, cho nên Phương khuyên mọi người là hãy tối giản những cái bước skincare lại hết sức có thể, chỉ cần 3 bước căn bản thôi, đó là làm sạch,
cân bằng và dưỡng ẩm. Đó là cho buổi tối nha. Buổi sáng thì mọi người nên có thêm bước chống nắng nữa. Và đây là Declare Soft Airy UV Essence. Em Phương cũng không biết là mình đã nói về sản phẩm này bao nhiêu lần nữa. Với chỉ số chống nắng cao là SPF 50 cộng và PA 4 cộng thì đây là một cái sản phẩm hoàn hảo để bảo vệ da trước những tác động của tia UV. Mọi người biết sao không, là sau khi nặng mụn thì da tụi mình rất là dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của tia UV á. Đặc biệt nếu mà tụi mình không có chống nắng trong cái khoảng thời gian sau khi nặng mụn á, thì những cái vết thâm sau khi mà tụi mình đã lấy cồn mụn á, nó sẽ rất là khó trắng sáng ra lại. Cho nên là cái việc chống nắng trong khoảng thời gian này không chỉ giúp bảo vệ da trước những cái tác động mà hiện giờ chưa có nhìn thấy được, ví dụ như là da bị già đi nè, ví dụ da bị sạm đi, mà nó còn hỗ trợ giúp cho những cái vết thâm trên da nó nhanh sáng hơn. Cảm giác khi thoa kem chống nắng này cực dễ chịu nha, nó mỏng mới là mỏng luôn, nhanh thấm. Những bạn da dầu dùng sẽ rất là ok, nó không có nhờn rít, nó không có bí, và quan trọng nhất là mọi người biết sao không, nó không có tạo cái vệt trắng trên da của An Phương. Nãy giờ An Phương tập trung nhấn mạnh cái tầm quan trọng của chống nắng trong khoảng thời gian này, cũng như là cho mọi người thấy kết cấu của sản phẩm, mà An Phương quên nói về những cái thành phần rất là xịn của sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì không chỉ giúp chống nắng đơn thuần đâu, mà thành phần niacinamide và dầu xi bức tôn trong nó còn có khả năng là giúp dưỡng trắng sáng da và chống lão hóa nữa. Kem chống nắng này thì cực lành tính bởi vì nó không có paraben, không chất tạo màu, không chất tạo mùi, cho nên là những bạn nào có da nhạy cảm dùng sẽ rất là ok. Sản phẩm cuối cùng mà An Phương recommend cho mọi người để dùng sau khi nặng mụn là một cái sản phẩm mà An Phương khuyên mọi người là hãy chờ cho những cái vết thương hở lành hẳn thì mọi người hãy dùng, và đó là Declare's Freshly Juiced Vitamin Drop. Đây là một tinh chất dưỡng da giúp phục hồi và tái tạo làn da cũng như làm trắng sáng da, cho nên rất là phù hợp với những bạn nào mà đang muốn trị thâm. Ở trong này thì có chứa 5% acid ascorbic, cho nên cực phù hợp với những bạn nào mà mới bắt đầu dùng C và đang có một cái làn da nhạy cảm. Nói kỹ hơn về công dụng của sản phẩm này thì Phương có hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là sản phẩm này khi dùng thì nó sẽ giúp làm sáng kích lỗ chân lông và làm sáng bề mặt da. Gạch đầu dòng thứ hai của An Phương là sản phẩm này sẽ giúp phục hồi, duy trì và tái tạo các biểu bì da mới, từ đó thì giúp cho làn da trông luôn tươi trẻ và rạng rỡ. Kết cấu của sản phẩm thì nó có dạng dầu như thế này đây. Khi thoa lên thì dầu này sẽ hơi nóng trên da nha, nhưng cái sự nóng này nó sẽ hết nhanh lắm và nó cũng không có gây ảnh hưởng gì tới da của mọi người đâu. Mọi người có thể dùng sản phẩm này một mình, nhưng mà đối với An Phương khi dùng thì lúc nào An Phương cũng sẽ nhỏ 1-2 giọt tinh chất này vào kem dưỡng của mình, và sau đó An Phương massage lên mặt. An Phương thích cái cảm giác như vậy hơn. Nói gì chứ tinh dầu thì dùng trong cái điều kiện thời tiết hơi nóng ở Sài Gòn nhiều lúc sẽ cảm thấy hơi bí, cho nên là cái việc trộn sản phẩm này cùng với dưỡng ẩm sẽ là một cái gợi ý rất là hay cho mọi người nha. Bên cạnh việc chia sẻ những gì sản phẩm này có thể làm được thì Phương cũng có hai lưu ý cho mọi người. Thứ nhất là do trong này có Pure Vitamin C là vitamin C tinh khiết, cho nên là mọi người nhớ lưu ý bảo quản nó cho thật kỹ nha. Khi đóng mở nắp thì nhớ đóng vặn cho chặt lại để mà cái tuổi thọ của sản phẩm này nó lâu lâu chút xíu. Và cái lưu ý thứ hai là vì trong này có vitamin C cho nên mọi người đặc biệt chú ý tới cái chuyện chống nắng nha. Và đó là toàn bộ những gì mà Phương muốn chia sẻ trong video này. Phương mong là chiếc video ngắn ngắn xinh xinh này vỡ cho mọi người. Nói về làn da sau khi nặng mụn thì Phương chỉ có một cái bình luận tổng kết để cho mọi người dễ nắm. Đó là làn da sau khi nặng mụn thì hơi yếu, hơi nhạy cảm chút xíu, cho nên là mọi người nhớ phải cưng chiều da, phải sử dụng cái sản phẩm thật sự lành tính và hãy tối giản những bước skincare, chỉ áp dụng những cái bước mà nó cơ bản và cần thiết nhất thôi. Và sau khi mà những cái vết thương hở nó lành lại rồi thì mọi người hãy sử dụng những cái sản phẩm đặc trị hơn để mà nhanh làm sáng những cái vết thâm sau khi nặng mụn. Trong khoảng thời gian này thì mọi người nhớ lưu ý là đặc biệt tránh nắng nha, để mà làn da được phục hồi nhanh hơn. Khi xong rồi cũng nên hạn chế trang điểm nữa để cho làn da được thật sự nghỉ ngơi. Sau đó thì mọi người muốn xài thể gì cũng được, lúc đó da đã khỏe rồi mà. Rồi vậy thôi, video này sẽ kết thúc tại đây. Có gì thì mọi người cứ comment cho em Phương biết nha. Bây giờ thì bye bye. Bye bye.